Rồi Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối chủ nhật ngày 21 tháng 7. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần bãi nhật. Và shop em là ở bên quận 7. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số là 077 8873789 ạ. Hàng của bên em là được bao phí ship và mọi người được kiểm tra rồi thanh toán ạ. Đầu tiên em sẽ giới thiệu là một cây cần 3 khúc lục và chất liệu là carbon nha mọi người. Cây này là của hãng Ryobi, dòng 2 da nè, Featherway Rose Skyer, dài 4m05 và cây này nó cứng 30. Dàn khoen này là khoen nó khoen lai rồi nha mọi người. Đây, khoen lai, khoen Fuji dạ quang ha, Bass Fuji FS7. Và cái bu nó là bu đen ha. Còn các khoen này là dạng khoen khoen Fuji dạ quang. Phôi cần thì còn rất đẹp. Phôi cần còn đẹp lắm nha mọi người. Ngọn 3 ly 6 nặng 460 g ạ. Cây số 1 này giá 950. Số 2 là một cây cần lu 2 khúc, 2m4. Tay cầm ở đây là nó bằng mút ha. Tay cầm là mút, bát là bát hãng, khoen của nó là khoen giá sứ hãng luôn, còn rất là bóng ha. Cây này là của hãng Colorful Set, dài là 2m4, khoen là khoen đá sứ ha. Và cây này thì ngọn của nó là 1 ly 6, nặng 170 g. Số 2, cây này độ cứng nó chắc tầm L mọi người. Thì cần nó không có để thông số ha. Thông số tải. Mã số 2 giá 270 ngàn, chất liệu carbon. Số 3 là một cây rút súp, dài là 3m, độ cứng 15. Cây này là của Hàn Quốc sản xuất, dòng Daiwa, Bass Fuji FS6. Khoen là khoen Fuji, có 4 khoen. Và ngọn của cần là ngọn 2 ly 2 ạ. Nặng 180 g. Mã số 3. Cái đọt nó thì một nửa là nó sơn trắng nha mọi người. Carbon sơn trắng có 3 lóng ha. Mã số 3 giá 380 ngàn. Mã số 4 là một cây Ikeda. Cây này Ikeda carbon. Tay cầm nó là dạng nhựa ha, nhựa giả trúc nè mọi người. Chiều dài là 1m8. Thì cây này nó bị hụt ngọn, còn 1m5. Khoan đề 3 là khoan Fuji, hai khoan đề 3 này. Đây, ngọn của nó rất là mềm nha mọi người. Ngọn của nó là 0,6 ly thôi. Đọt là đọt tháp ha. Đọt tháp. Thân ở dưới là carbon, trên là tháp sợi thủy tinh. Nặng 100 g. Rồi, cái đít này thì cũng là nó bị mất cái nắp ở đây rồi. Mình có cái nắp đây mình gắn vào ha. Rồi cây số 4 này giá 370 ngàn. Số 5 là một cây cần rút Black Spin, dài 3m6, tem vàng xuất Nhật. Cây này là của hãng Olympic, có bát Fuji FS7. Century có hơi trầy xước, khoen là khoen Fuji, có 4 khoen. Ngọn của cần là 2 ly 1, nặng 260 g. Mã số 5. Có trầy xước. Rồi mã số 5 này giá của nó là 390 ngàn. Mã số 6 là một cây 3m9 của hãng Alpha, carbon spencer 4 lóng. Cây này thì có hơi trầy xước ha. Hàn Quốc sản xuất. Cây này tem là tem Hàn Quốc ha. Bát là bát Fuji FS7. Khoen là khoen Fuji luôn. Có hơi trầy xước. Ngọn là 2 ly 3, nặng 360 g. 2 ly 3. Những cái dòng này thì cứng tầm 20 thôi, 15-20. Có hơi trầy xước. Mã số 6 giá 370 ngàn. Số 7. Số 7 là một cây cần ISO khoan nhỏ, dài 4m5. Bass Fuji FS6, đọt số 2, siêu star, tem vàng xuất Nhật, khoan là khoan Fuji. Ngọn của cần này là 1 ly 1, nặng 180 g. Rồi cây này là mã số 7, giá 350 ngàn. Số 8 là một cây Hechi 2 khúc, dài 2m1, chất liệu carbon,
của hãng Ryobi, tem vàng xuất Nhật, có hơi trầy xước. Đọt nó là đọt tháp, đọt 1 ly 4, 1 ly 4, độ cứng cây này tầm 30, bu nó là bu lai, lai bu. Đọt là 1 ly 4 và nặng 170g, mã số 8 và 2m1, giá 350. Số 9 là một cây 3m6, rút súp 3m6 của hãng Alpha Made in Korea. Bát Fuji FS6, khoan là khoan Fuji. Ngọn gỗ cần này là 1 ly 8 nha mọi người, độ cứng cây này chắc tầm 15-20 gì thôi, tầm 15 thôi. Và cân nặng của nó là 230g, mã số 9, giá 370.000 ạ, 370.000. Số 10 là một cây súp carbon. Cây này của Hàn Quốc sản xuất, Ultra Select, dài 4,5m, độ cứng 25, có hơi trầy xước. Bát là bát Fuji FS7 Westno, có trầy. Khoan là khoan Fuji, có 5 khoan ạ. Ngọn của cần là 2 ly 6, độ cứng là 25. Khoan cái mình gặp được cân nặng là 460g. Mã số 10, 440.000. Số 11 là một cây cần 2 khúc của Daiwa, dài 2m1, Daiwa Holder Lock. Bát Fuji Daiwa. Cần này của Hàn Quốc sản xuất, có cốt nô, khoan là khoan Fuji đá sứ. Khoan là khoan Fuji. Ngọn của cần này là 1 ly 8, chất liệu là carbon. Độ cứng cây này tầm 50, cân nặng 280g. Mã số 11, 400.000. 12 là một cây cần lưu 2 khúc carbon và 2m4. Cây này là của hãng Skill, Fair Skill mà. Khoan là khoan đá sứ hãng, bát là bát hãng luôn. Màu đỏ như thế này, có hơi trầy chỗ đây. Khoan hãng, bát hãng, dòng này thì mình câu lưu hoặc là lăn xe đều được. Trên cần thì nó không có để thông số tải ha. Ngọn là 2 ly, độ cứng tầm M, và cân nặng là 170g. Màu đỏ như thế này, chất liệu là carbon. Cây này là mã số 12, giá 290.000. 13, một cây ISO khoan nhỏ CMAS, bát là bát Fuji FS6. Cây này 5m4 thì em đo là còn 5m1, bị hụt 30cm, đọt 1.5, chất liệu là carbon. Khoan là khoan Fuji, bát Fuji, khoan Fuji. Ngọn cần là 1 ly 4, nặng 300g. Cần này là cần số 13, giá là 320.000. 14 là một cái ISO khoan nhỏ của hãng Villamas, bát Fuji FS6, dài là 4,5m, đọt số 2. Cây này sản xuất tại Trung Quốc, khoan là khoan Fuji và có là 3, 6, 8 khoan. Ngọn của cần là 1 ly 3, cần chất liệu là carbon, cân nặng là 200g. Có 5 lóng tất cả, 5 lóng ạ. Rồi cây này là cây số 14, giá 350, phi ship. 15 là một cây cần ISO khoan nhỏ, dài 5m3, chất liệu carbon. Cây này 5m4, em đo còn 5m3, đọt số 1. 6 lóng, cân nặng 220g, bát là bát Fuji FS6, khoan là khoan Fuji, 8 khoan. Ngọn cần 1 ly 1, nặng 200g, nặng là 220g, mã số 15. Cây 15 này giá 450 ạ. Phôi cũng còn rất đẹp, cái này phôi còn đẹp ha mọi người. Mã số 15, 450. Mã số 15 là 450 ạ. Tiếp theo là mã 16, là một cây lưu 2 khúc. Cái này là của thương hiệu Daiwa và dòng này là cứng UL nha mọi người. Khoan là khoan Fuji, sản xuất tại Thái Lan. Lai là 1-4 lb, lưu là 1/32-1/8 OZ. UL 5,6 feet 1m68.
Thái Lan xuất Nhật. Cây này là cây số 16 ạ, cân nặng có 80g thôi. 16 380.000. 17 là một cây Nissin ISO khoan nhỏ bát Fuji FS6 dài 5m3 đọt số 1, dòng Rosewear, tem vàng xuất Nhật ha, có hơi trầy xước theo thời gian. Khoen Fuji 8 khoen. Ngọn của cần này là 1 ly mốt và nặng 200g. Có hơi trầy xước. Mã số 17, cây này giá là 450.000. 18 ạ, 18 cũng là một cây carbon. Cây này thì nó bị lỗi khoen. Dài 6m3, bát Fuji FS7 6m3, 7 lóng ạ, của hãng NFT. Phôi cần có trầy theo thời gian, khoen là khoen đá sứ như thế này. Đây, nó không còn cái đầu bu và khoen chạy nha. Ngọn là 1,5 ly, nặng 500g. Phôi thì có cũ theo thời gian. Có trầy xước theo thời gian. Đó. Mã số 18. 300.000 ạ, à, em bao ship luôn ạ. À. Rồi 19 là một cây fit nha mọi người, cây cần tay fit dài 5m3. Cây này có thương hiệu Olympic, cây này là dạng luồng dây trong nè. Nó có, mình thích thì luồn trong, hay thì không thì câu tay ha, câu thường thôi. Ngọn là 2,4 ly nha mọi người. Đây cát lóng thì nó có cái bọc bảo vệ chống nổ cần ha. Cần này cần số 19 nha mọi người, nặng 380g, 200.000. Rồi cái mã 20 là một cặp cần fit ISO khoan nhỏ ha mọi người, gồm một cây 2m3 và một cây 2m7. Cây MS3 đây ạ, bát Fuji FS6 đọt số 2, cây này là xuất Nhật, tem Hàn Quốc sản xuất. Khoen này là khoen Fuji 6 khoen. Ngọn là 0,8 ly, nặng là 80g. Mẹ ơi, cái này ăn được không? Cái này là có 4 lóng ạ. Và cây 2m7 là có bát Fuji FS6 Hàn Quốc sản xuất. 2m7 nha mọi người. Khoen là khoen Fuji 6-7 khoen. Ngọn của cần là 0,9 ly và nặng là 140g. Rồi cặp này em bán 250, cặp số 20. Rồi 20 mã hàng, mọi người mua nhắn cho em mã hàng nha mọi người. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ha. Em xin chào ạ.